Cô gái này căng thẳng chỉ vào cửa sổ nói, mỗi đêm luôn có kẻ rình rập. Lúc này trên rèm cửa có động tĩnh, nhưng khi kéo ra thì không thấy ai. Ban ngày cũng vậy, ngày hôm nay cô gái quyết định núp sau cửa sổ. Và khi cô đột ngột kéo rèm ra, lại phát hiện phía trước là một con mèo béo. Cô nói kể từ khi chuyển đến đây cách đây nửa tháng, mỗi đêm đều bị làm phiền như vậy. Ban đầu còn tưởng gì đáng sợ, nào ngờ lại là một con mèo. Kỳ lạ hơn là mèo béo mặc dù mỗi ngày đều đến đây, nhưng chỉ nhòm vào một cái, sau đó liền bỏ đi. Điều khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu hơn là trên cổ nó có đeo vòng, có nghĩa là nó đã có chủ rồi. Vậy lý do khiến nó mỗi ngày đến đây là vì lỡ yêu cô gái kia rồi, hay là quả thực còn một lý do đặc biệt khác? Mỗi lần nhòm vào phòng là nó đi ngay, khiến cô gái cũng đau đầu lắm. Chỉ đơn giản là gây sự chú ý à? Sau khi lắp camera, cô ấy phát hiện sau khi rời đi nó không ở lại gần đó, mà trông có vẻ rất thất vọng. Sau đó nó nhảy lên tường rào bỏ đi, thật khó hiểu. Chiều hôm đó nó lại lén lút tới, còn chọn cửa sổ phòng thay đồ nữa. Con mèo này có chút háo sắc đấy. Nhưng cô gái lại cười nói, đó là con mèo cái mà. Mèo béo nhìn qua khe cửa nhìn cô gái vài lần rồi lại đi ngay. Chỉ là mỗi lần nó nhìn đều trông có vẻ thất vọng, sau khi nhìn xong thì lại buồn bã rời đi. Cô gái nói nếu bây giờ cửa sổ không mở, nó sẽ kêu ở cửa ra vào cho tới khi cửa sổ mở. Nhưng lần này cô gái quyết định không mở cửa sổ, thay vào đó cô vòng ra cửa sau. Con mèo nghe thấy tiếng động liền chuồn ngay. Nhưng sao nó lại sợ cô ấy? Đó chẳng phải là cô gái mà hàng ngày nó muốn nhìn đấy sao? Khi cô gái vừa định tiến lại gần thì rất nhanh nó lại chạy mất. Cô gái chuẩn bị một ít thức ăn mèo đặt ngoài cửa sổ, bởi vì cô cho rằng có lẽ con mèo đến đây chỉ vì đói bụng mà thôi. Sau đó cô gái trở vào nhà đóng cửa lại. Mèo béo cũng không khách sáo chút nào, nhìn thấy thức ăn để sẵn nó liền tới ăn ngay. Nhưng giây tiếp theo đã khiến mọi người bất ngờ, sau khi ăn xong con mèo lại chui vào từ cửa sổ nhìn vào. Cô gái kêu nó nhảy xuống, nhưng nó vừa nghe thấy thì liền quay đi. Cô gái lúc này có chút tức giận, cô ấy sau đó đóng ngay cửa sổ lại thầm nhủ, thật quá mất lịch sự rồi. Tối ngày hôm đó, con mèo béo thậm chí chui vào từ phòng thay đồ, và đây chính là lần đầu tiên nó bước vào nhà. Sau đó nó đi lòng vòng và rồi lại trốn vào đống quần áo. Nhờ vào camera cô gái rất nhanh đã tìm thấy nó, nhưng có vẻ như mèo béo cũng khá là bình thản. Lúc này cô gái lại đoán rằng con mèo này rất có thể mang thai, và đó là lý do khiến nó tìm đến đây, một nơi an toàn để nó sinh con. Nhưng nhìn vào sắc mặt của nó, cô ấy lại đoán cũng có thể là nó bị bệnh. Ngày hôm sau cô gái đưa nó đi khám ở bệnh viện thú y. Tại đây bác sĩ cười nói con mèo không có thai, nó chỉ là hơi béo, do thường xuyên được ăn ngon. Chuyện này thu hút sự chú ý của chủ nhà. Chú nói với tình nguyện viên rằng mèo béo tên Đông Đông, trước đây bà cụ từng thuê ngôi nhà này, đã nhận nuôi nó từ lúc nó còn là con mèo hoang. Tiếp nhận thông tin, tình nguyện viên đã nhanh chóng liên lạc người thuê cũ. Trong cuộc điện thoại, bà cụ khóc và nói hiện tại bà ấy đang nằm viện, vì vậy không thể chăm sóc Đông Đông. Bà ấy hy vọng một người tốt bụng có thể nhận nuôi nó. Sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ, thì ra trước đây mỗi ngày Đông Đông đến cửa sổ chỉ để hy vọng nhìn thấy bà cụ nuôi nó, nhưng mỗi lần đến đây thì nó đều thất vọng. Tin vui là kể từ giờ Đông Đông không còn sợ người thuê mới nữa, và nó cũng đã chịu bước vào nhà rồi. Cô gái tốt bụng mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn cho nó, mối quan hệ của họ cũng vì vậy mà dần tốt lên. Cô còn mua cho Đông Đông cái chuồng mới, và cuối cùng là quyết định nhận nuôi nó. Cô ấy xem đây như là một mối nhân duyên vậy. Cô gái vuốt ve Đông Đông và nói từ nay tôi là mẹ của con, đây là nhà của con, từ nay con không cần lo lắng nữa rồi. Trong bụi cỏ, một chú chó husky bất ngờ lao ra cắn vào mông của con dê. Nó thậm chí còn có sở thích rất quái đản là giả làm cá sấu trong ao cá, khiến ông chủ giật bắn cả mình. Ông ấy còn dọa sẽ đem xử nó luôn. Chú chó này tên là Lục Đậu, nó là chú chó của ông chủ ao cá, những vị khách câu cá thường gọi nó là nhị thiếu gia. Lúc này Lục Đậu đột ngột tăng tốc chạy về phía bờ ao, thì ra ở phía trước có người câu được một con cá lớn, đó là lý do mà Lục Đậu chạy tới. Nó rất nhanh lao tới cắn lấy cá và rồi sau đó chuồn mất, giống như kẻ cướp vậy. Trong khi đó anh thanh niên vẫn đuổi theo nó ở phía sau, phải năn nỉ mãi mới có thể lấy lại được con cá, nhưng Lục Đậu lại không cam tâm, vì vậy nó lại đuổi theo anh ấy. Chàng trai trẻ vừa mới để cá vào thùng, chớp mắt cá đã bị Lục Đậu cắn mất. Ăn không được cá, Lục Đậu thậm chí sẽ ăn luôn mồi câu của khách, và rồi nó nhận ra mồi cá hình như còn thơm ngon hơn, vì vậy du khách chỉ còn cách là bịt chặt hộp mồi. Họ thật sự sợ rằng cá chẳng câu được mà mồi cũng bị ăn sạch rồi. Cuối cùng chủ cũng xuất hiện, định có biện pháp với Lục Đậu nhưng lại để nó chạy mất. Bà ấy nói Lục Đậu về nhà đi, đừng làm phiền khách câu cá nữa, nhưng Lục Đậu vẫn tỏ ra bướng bỉnh, không nghe lời bà chủ. Lợi dụng lúc chủ không để ý, nó như con ngựa hoang chạy ao ra ngoài. Thì ra mục tiêu lần này của nó là đàn dê của làng kế bên. Có vẻ sắp có trò hay rồi đây. Nó ẩn nấp trong bụi cỏ, đột ngột cắn một phát vào mông con dê. Hành động của nó khiến con dê đen rất tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được nó. Chủ nhà rất nhanh chóng đã chạy ra để ngăn cản Lục Đậu. Người Lục Đậu sợ nhất chính là bà ấy, vì vậy rất nhanh nó đã nằm xuống trưng ra vẻ mặt đáng thương. Lần này khó tránh khỏi một trận đòn roi. Lục Đậu gặm cỏ, làm bộ như thể nó là chú cừu non thơ ngây. Chủ nhà nói nó đã làm khách bỏ chạy hết rồi, sau đó lại nắm lấy tay Lục Đậu kéo về, khiến Lục Đậu la ó đau đớn, cố gắng vùng vẫy để thoát. Dù bố mẹ Lục Đậu còn sống, nhưng nó năm nay đã 10 tuổi rồi, có thể được xem là quá trưởng thành rồi.
nhưng Lục Đậu dường như có chút khoảng cách với bố mẹ của nó. Bố mẹ của nó thậm chí còn không nhận nó là con. Thậm chí là mỗi khi nó trở về nhà thì liền sẽ xảy ra cãi vã. Có vẻ như quan hệ của họ đã thực sự rạn nứt rồi. Lục Đậu thích quấy rối khách câu cá, thường xuyên đánh cắp cá của họ. Từ khi chủ nhà thuê ao cá, nó trở thành ông vua nhỏ. Để tiêu hao năng lượng của Lục Đậu, chủ nhà cho nó làm nhiệm vụ kéo xe chở khách và dụng cụ câu cá. Như vậy vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, Lục Đậu còn kiếm được tiền bo. Lục Đậu thực sự có năng khiếu kéo xe, nó nhận được rất nhiều lời khen từ khách câu cá, đồng thời cũng giảm được gánh nặng cho chủ. Bà chủ vui mừng khi thấy nó đã thay đổi tích cực hơn. Hy vọng điều này sẽ duy trì lâu dài. Người đàn ông trước mặt với vẻ mặt hoảng hốt đang rắc bột xuống sàn nhà, thì ra văn phòng có sinh vật bí ẩn nào đó. Nhưng mọi người lại không biết chúng trốn ở đâu, vì vậy mọi người đều quyết định tối đó sẽ tắt đèn về nhà, chờ đến sáng hôm sau sẽ xem xét lại. Sáng hôm sau khi vừa mở cửa vào, các nhân viên đã hét lên kinh ngạc. Bột rắc trên sàn quả nhiên đã bị xáo trộn, bên trên còn để lại dấu chân của động vật, với dấu chân để lại có thể thấy con vật có kích thước chân khá lớn. Trên bột đầy những dấu chân, dẫn thẳng vào trong văn phòng, nhưng lại biến mất trước bàn làm việc của nhân viên. Thật kỳ lạ, theo lý mà nói, với kích thước lớn như vậy, chắc chắn không thể là chim. Vậy tại sao dấu chân có thể biến mất đột ngột như vậy? Khi mở ngăn kéo ra, người nhân viên vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện trên giấy trắng cũng có bột. Giám đốc ngay lập tức chạm vào tờ giấy, và sau đó là tay liền dính đầy bột. Anh ấy phỏng đoán rằng sinh vật này đang trốn phía sau ngăn kéo. Đột nhiên, một nhân viên hét lên, khiến giám đốc cũng giật mình, vội vàng chạy tới xem. Anh ấy bật đèn pin lên, và rồi sau đó cũng hét lên kinh ngạc. Thì ra, trong khoảng trống sau ngăn kéo, có một con mèo mướp lớn đang trốn. Điều khiến mọi người càng khó hiểu hơn là, nó vậy mà lại đang cho con bú. Theo quan sát thì những chú mèo con này chỉ mới được vài ngày tuổi. Thì ra, đó là lý do vì sao trước đây thỉnh thoảng lại thấy xương trên sàn. Việc đã khiến mọi người trong phòng đặt ra nhiều nghi vấn. Giám đốc nói, chuyện này quả thật là kỳ lạ. Họ làm việc ở đây hàng ngày, mà không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Mèo mẹ cứ như vậy âm thầm nuôi con nó ở đây. Chuyện mèo cam sinh con trong ngăn kéo nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của mọi người. Thì ra, mỗi tối nó sẽ ra ngoài săn mồi, rồi quay về cho con bú. Ban ngày thì nằm im không cử động để tránh bị phát hiện. Tình mẫu tử quả thật vĩ đại. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, mọi người hoảng hốt khi thấy mèo mẹ cùng các con đã biến mất. Nơi trước đây chúng ở giờ đây đã trống trơn. Mèo mẹ đã đưa con chạy trốn nửa đêm sao? Nhưng sau đó họ lại phát hiện ra chúng đang ở góc tường. Các mèo con vẫn còn đầy đủ. Thấy người, mèo mẹ rất sợ hãi, ôm chặt các con dưới bụng. Chiều hôm đó, bác sĩ thú y đã được gọi đến để kiểm tra. Theo lời của bác sĩ, mèo mẹ rất bất an về tinh thần. Bác sĩ cho biết có lẽ là mèo hoang, vì an toàn cho con nên mới chọn văn phòng tinh khôn thế. Sau đó, bác sĩ dùng khăn che mắt mèo mẹ lại, rồi nhanh chóng lén đưa mèo con đi. May mắn mèo mẹ vẫn không hề hay biết gì. Rất nhanh, năm chú mèo con đã được đưa đi an toàn, và các bé vẫn đang say giấc. Sau đó, bác sĩ bắt đầu bắt mèo mẹ, nhưng kết quả lại khiến mèo mẹ hoảng loạn. Nó chạy sang cửa hàng bên cạnh và nhìn mọi người bằng ánh mắt hoảng sợ. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ của mọi người, bác sĩ đã bắt được mèo mẹ. Sau đó, anh ấy đem nó bỏ vào lồng để mang nó trở về nhà. Bác sĩ nói hiện tại anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho mèo mẹ và các con của nó, rồi sau 2 tháng sẽ giúp chúng tìm chủ nhân đáng tin cậy. Mèo mẹ mặc dù lúc này vẫn rất hoang mang, nhưng nó vẫn không quên cho những đứa con bú. Cảnh tượng này khiến ai nấy chứng kiến không khỏi xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng. Anh ta là một ông chồng tồi, không chỉ tỏ ra hung dữ với những đứa con, không hề có chút dáng vẻ nào của một người cha. Anh ta cũng sợ vợ bị vợ sai khiến, tới mức phải quỳ xuống giặt đồ. Chồng không bao giờ chịu chơi đùa với những đứa con, mà thậm chí còn cướp đồ chơi của chúng. Một lần, vợ anh từ phía sau lao tới, quay người cắn lấy miệng chồng, khiến anh ấy đau đớn la hét lên. Thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chó được tên là Mickey, và chó cái tên là Lucy, và họ hiện đã ly hôn. Lucy một mình nuôi 10 đứa con, vẻ mặt nó thì luôn mệt mỏi vì thường xuyên bị thiếu ngủ và luôn phải lo toan. Dù chính nó bụng còn đói meo, nhưng nó chưa bao giờ để con phải chịu đói. Trong khi đó, Mickey lại là người chồng vô trách nhiệm, thậm chí còn cướp cả cơm của các con. Không chỉ vậy, nó còn luôn tỏ ra rất hung dữ với đàn chó con, khiến các con cảm thấy hoang mang, không biết mình có phải con ruột của anh ta không. Dần dần, từ những thiên thần nhỏ, các chú cún đã trở thành đám quỷ nhỏ vô cùng nghịch ngợm, đặc biệt là rất giỏi đánh nhau. Để dẹp loạn, chủ nhân phải thổi kèn ra hiệu để chúng trở về chuồng. Những chú cún con mặc dù tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng lại sở hữu sức ăn khủng khiếp. Sau đó tất cả đều ngoan ngoãn quay về chuồng, còn nữ chủ nhân thì bắt đầu than phiền về sức ăn lớn của những chú chó con. Trong khi đó, chó được lại rất lười biếng, vì vậy Lucy rất ghét anh ta. Nó không ngừng hối hận vì ngày xưa đã lựa chọn anh ta. Làm mẹ quả thật là rất vất vả, mỗi đêm Lucy đều phải thức trắng trông nom những đứa con của nó. Nhưng dường như Mickey vẫn thực sự yêu thương Lucy. Một hôm, một con chó hung dữ đi ngang qua, và khi nó nhìn thấy các cún trong chuồng, nó lập tức sủa ầm ĩ. Tiếng sủa lớn đã khiến cho những đứa con của Lucy hoảng sợ. Dù sao thì Mickey vẫn là đàn ông, nó không thể hèn nhát khi vợ con bị đe dọa, vì vậy nó lập tức lao ra đuổi con chó lớn kia, khiến các con của nó phải ngạc nhiên, vì không ngờ rằng bố của chúng lại can đảm đến vậy. Mickey sủa inh ỏi về phía con chó lớn, khí thế thì có vẻ chẳng kém gì con chó kia, và thật ngạc nhiên, tiếng sủa của Mickey đã khiến cho con chó kia hoảng sợ mà bỏ chạy. Sự việc này đã khiến Lucy vô cùng bất ngờ, người chồng mà cô luôn ghét bỏ, hóa ra lại có thể dũng cảm như vậy.
Thực sự là gia đình vẫn cần đến sự chở che của người chồng. Lúc này, Lucy đã nhìn Mickey bằng ánh mắt khác, cảm nhận được sự nam tính từ anh ta, còn những đứa còn lại thấy bố của chúng thật là dũng cảm. Mỗi ngày trôi qua, đàn chó con ngày một lớn lên. Theo chia sẻ của bà chủ thì 8 trong 10 chú cún đã có người nhận nuôi. Số còn lại thì bà ấy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng.